Đơn thì nó các bạn. Hôm nay mình quay cái clip mình đổ cái cấp nguồn này, mình đòi gắn thêm cái đồng hồ ampe kim cho nó nha.
Ok. Câu rồi nè. Cái này cái bộ đồng hồ trước là mình đã hai dây nè. Dây dây là vô nguồn của cái dây lấy cái nguồn nguồn dương nè. Dương từ trong cái mạch nguồn ra nè. Còn dây đen này là dây dương cấp ra để gắn vô cái dây cấp nguồn nè. À, giờ mình ráp lại thôi.
dây này nó hơi ngắn, để bây giờ mình nối dây này ra.
Rồi, ok. Thử nha. Ok. Gà parmesan ba nha. Dòng thấp của nó lên không nổi nha. Ok nha. Rồi giờ anh em, nếu anh em thấy hay thì thấy clip hữu ích thì cho mình xin một like, một đăng ký nha. Em đăng ký xong nhớ bật chuông nha, để khi mình ra clip mới YouTube có thông báo cho anh em nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.